Này là gì? Không biết luôn. Thôi đi. Nhưng mà nhìn cái màu thấy dễ chưng, nó như đồ đồ ăn, đồ Đúng như chơi gì hoa đó. màu. Đây hạt đậu Hà Lan nè. Như đồ chơi vậy mà. Nhìn nó dễ chưng quá rồi. Nó tháo cũng bằng cái móng. Thôi rồi. Cái móng người ta để vừa thôi. Tí Ăn nữa về cái que dài trước. Xong rồi chút ăn cái đậu Hà Lan. Thứ nhất màu mè là thấy thấy đẹp á. Giòn á. dạ quá Dở rồi. Ăn thử cái đậu coi. Không, để ăn thử cái bánh này nữa. Có bánh gì trong đó nữa bánh? Mất lịch quá rồi ơi. Giòn ha. Kiểu như nó là giống như là bị lừa mà vậy, phải làm công việc làm nó nửa vời, nó chưa tới gì á. Cái này nó cứ nhạt nhạt mà nó cứ sao sao á, kiểu như là nó có, nó sắp tới rồi nhưng mà nó cứ nhạt sao á. Cái hương vị á, mà hửi mà mình ăn vô cổ mình sẽ cứ hửi được cái cảm giác, đúng không? Đó, cái này là hửi được cảm giác của nó, nhưng mà nó không có rủ vẻ gì. Nói chung vậy, nó vậy. Rồi ăn cái hàng màu xanh đi. Này như phẩm màu luôn mà. Cái màu nó không có thật ha. Đúng rồi. Nó xanh quá đúng không? Xanh quá luôn á. Nó phải xanh lợt lợt chút xíu đây, ta cảm giác nó xanh quá. Sao giòn. Có vị giống giống Hà Lan không? Ăn vô có bị gắt gắt cái cổ không? Rồi đóng gói lại đi. Ừ.